Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Chạy đua cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự Hiệu quả mô hình khu dân cư thông minh xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Trong mục Nét đẹp xứ nhãn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nghề xoáy lòng nhãn. Mong muốn con đọc thông viết thạo và lo lắng con bị kém so với bạn bè, nhiều bậc phụ huynh đang bị cuốn vào cuộc đua cho con học chữ trước khi bước vào lớp 1. Có đi học thêm đấy. Có học chắc chỉ vào tầm hơn tháng thôi, tập viết, tập đọc thôi. Cháu học được 3 tháng rồi. Cả 3 tháng này à? Vâng. Nhà không có người này cho cháu đi cho nó yên tâm. Cháu học ở lớp mẫu giáo xong cũng cho cháu đi học thêm một tuần 4 buổi. Cho đi học trước thì cháu nó cũng nhận thức được, một cháu nó cũng viết chữ nó cũng cẩn thận đẹp hơn. Cho con đi học ở thì các cô kèm chứ em làm sao kèm được. Xong mình yên tâm hơn, với cả con nó học nó có nền tảng rồi. Bây giờ học nó không như ngày xưa. Đấy, ghép chữ là ghép ngay. Mình học cũng cảm thấy khó. Đa số là phải nhờ cô là phải dạy như thế, chứ về ở nhà cháu, bố mẹ cháu không có thời gian dạy, bà thì không biết gì. Chỉ qua một vài khảo sát ngắn đối với phụ huynh của một số trường học trên địa bàn huyện Ân Thi, có thể thấy không ít người tỏ ra lo lắng khi con chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà con vẫn chưa đọc thông viết thạo. Và thế là tranh thủ mấy tháng hè trước khi vào năm học đầu tiên của bậc tiểu học, chị Nguyễn Thị Huyền cũng giống như nhiều phụ huynh khác cho con đi học chữ. Đến nay, mặc dù chưa vào năm học chính thức nhưng con chị đã viết khá thành thạo. Em có cho cháu học ở nhà cô giáo 3 tháng rồi ạ. Hầu như là bạn nào cũng đi học hết. Như hai đứa lớn kia thì em cũng không phải cho đi học thêm, tự các cháu học. Thế nhưng mà đến thằng bé con này là cải cách nhiều. Vì chúng em cũng đi làm, không có thời gian dạy cháu, mà có dạy cũng không bằng cô giáo được. Thực tế, việc các bậc phụ huynh đua nhau cho con học chữ trước khi vào năm học đã không còn là chuyện mới. Dù chương trình lớp 1 được biên soạn cho trẻ chưa biết gì, nhưng cuộc đua này vẫn ngày càng quyết liệt, thậm chí còn trở thành trào lưu, nhận được sự tham gia của nhiều phụ huynh. Tất cả đều xuất phát từ tâm lý chung, muốn con mình trở nên chủ động, nắm vững kiến thức, đọc thông, viết thạo và không bị tụt hậu so với bạn bè. Đấy là cái tâm lý lo lắng mà theo phong trào cứ nghĩ là con mình là phải được đi học trước để biết được trước với con của xóm. Thế nhưng mà cũng thực tế mà nói là cũng không cần thiết, để làm sao cho nó đảm bảo cái thời gian tuổi thơ của các cháu. Chứ cháu đi học trước với cháu đi học sau thì dẫn đến cái tâm lý lo ngại của xã hội và dẫn đến cái việc mà dạy thêm học thêm. Việc đua nhau cho con đi học trước khi vào lớp 1 sẽ giúp bố mẹ có tâm lý yên tâm hơn. Thế nhưng không phải cứ học trước sẽ có kết quả học tập tốt, và cũng không phải tất cả phụ huynh đều đổ xô cho con đi học trước khi vào lớp 1. Chị Phạm Thị Thơm ở thị trấn Ân Thi năm nay cũng có con trai bắt đầu bước vào lớp 1. Thế nhưng chị không cho con đi học chữ trước bởi cho rằng các bậc làm cha, làm mẹ nên tôn trọng quy luật giáo dục, không nên đốt cháy giai đoạn và đặc biệt là không ép trẻ chín sớm. Hè vừa rồi thì tôi chỉ tập trung cho việc cùng chơi với con, cùng con tham xây dựng thêm các cái trò chơi liên quan đến con số, chữ và các vần từ để các con có thể làm quen, có thể bước vào lớp 1 một cách vui vẻ nhất. Là một người từng trải, phụ huynh Nguyễn Thị Thùy cho rằng không cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 không có nghĩa là khi vào học con sẽ tiếp thu chậm. Như con trai của chị năm nay lên lớp 2, cháu được các thầy cô đánh giá tiếp thu nhanh, đọc lưu loát và có kết quả học tập tốt trong năm học vừa qua, mặc dù việc học của con chị chỉ thực sự bắt đầu từ khi bước chân vào lớp 1. Theo kinh nghiệm của mình thì cũng không cần phải quá áp lực là phải cho con đi học trước. Tại vì tớ cũng tìm hiểu ấy, thì cũng thấy rằng là mình mà cho đi học trước thì đến lúc mà vào học con nó mất hết cái hứng thú học tập ấy. Thay vì cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1 thì các bậc phụ huynh nên cho con em mình tham gia các lớp kỹ năng sống và giúp con có tâm lý thật tốt khi bước vào môi trường học tập mới, chính là quan điểm của nhiều giáo viên đã có thâm niên đứng bục giảng 20-30 năm. Bởi theo các cô, thậm chí việc học trước còn gây ra nhiều hệ lụy không tốt trong quá trình tiếp thu kiến thức của trẻ sau này. Các phụ huynh không nên cho các con học trước
bởi vì điều đó là đến lớp các cô sẽ rất là khó dạy, các con sẽ biết rồi, sẽ nghĩ là mình biết rồi, sẽ không tập trung và sẽ không nghe cô giảng bài nữa. Các con mà đến đây học rồi thì có thể là biết viết chữ nhưng có thể nó sẽ không đúng quy trình, thì đến lớp các cô giáo sửa lại để các con viết chữ đúng quy trình là một việc làm khó khăn hơn rất nhiều. Phụ huynh chỉ cần hướng dẫn cho các con nắm chắc được 29 chữ cái về cái tinh thần này, về cái thể chất để các con có được một cái tâm lý tốt nhất khi vào lớp 1. Còn việc mà cho các con đi học trước chương trình thì điều đó không nên ạ. Chưa đến cái lúc mà đi học mà đã được ép học trước thì nó sẽ làm cho cái tâm lý của cái cháu nó sợ học, nó không muốn đi đến trường. Và thay vì chạy đua cho con đi học chữ trong mấy tháng hè trước khi vào lớp 1, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị những yếu tố cần thiết cho trẻ để con có tâm lý thật tốt khi bước vào năm học mới. Dành nhiều thời gian để vui chơi với con, để con làm quen dần với các chữ cái và con số thông qua những trò chơi lành mạnh, giúp con có tâm lý tốt nhất khi bước vào lớp 1 chính là cách làm của hai vợ chồng anh Vũ Văn Khánh ở xã Đằng Lễ, huyện Ân Thi. Có lẽ vì thế mà cả hai con trai của anh chị, hiện một bé lên lớp 5 và một bé lên lớp 2, đều có kết quả học tập tốt và được giáo viên chủ nhiệm đánh giá cao về năng lực học tập. Ở nhà thì trong quá trình vừa học vừa chơi này, bố mẹ rồi các con cùng nhau đố cháu các chữ rồi các số và sẽ có phần thưởng để khích lệ cháu, giúp cháu làm quen trước. Cháu lớn thì cháu năm nay lớp 5 cháu cũng học tập khá là tốt, cháu cũng tham gia rất nhiều cuộc thi và cũng được giải, thì gia đình cũng không cho đi học trước. Như vậy, khi các con sắp vào lớp 1 cần phải học trước nhiều kỹ năng chứ không phải học đọc thông viết thạo. Các kỹ năng giao tiếp sẽ giúp trẻ hình thành những thói quen tốt, học cách trải nghiệm, khám phá kiến thức cuộc sống xung quanh. Vì thế, việc phụ huynh chỉ chăm chăm cho trẻ học chữ, học số, điều này không thiết thực với trẻ. Để chuẩn bị cho cháu tâm lý tốt, các cháu có tâm lý tốt thì các cháu vào học tập cũng tiếp thu cũng rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là tạo cho cháu có một số kỹ năng mềm, ví dụ như là cái kỹ năng là giao tiếp, chào hỏi lễ phép, và cũng cho các cháu một cái kỹ năng là tự lập để cho các cháu chủ động trong việc học. Và cái quan trọng nhất là rèn cho các cháu được cái ý thức là coi trọng việc học và yêu việc học. Phụ huynh cũng yên tâm là cái việc mà nó là hoàn toàn khoa học thôi, các cháu đều như nhau, đều được tiếp xúc như thực hiện cái việc học là từ bắt đầu tiên, thì cái việc đó thì nó sẽ tạo thói quen tốt cho trẻ, và những cái tư thế ngồi rồi là cái cách viết để tránh những cái tật về học đường, đỡ mất cái tuổi thơ của các cháu. Chương trình lớp 1 là chương trình dành cho trẻ chưa biết chữ. Vì vậy, chúng ta hãy giữ cho trẻ nguyên vẹn những cảm xúc đẹp đẽ từ những con chữ đầu tiên và sự tự tin từ ngày đầu vào bậc tiểu học, để mỗi ngày đến trường với các em thực sự là một ngày vui. Mô hình khu dân cư thông minh được triển khai và hoàn thiện tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang từ quý 2 năm 2023. Mặc dù thời gian chưa dài, nhưng bước đầu đã đem lại được những hiệu quả và lợi ích thiết thực với đời sống nhân dân địa phương, góp phần vào hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Thôn Hạ là mô hình điểm về xây dựng khu dân cư thông minh của xã Cửu Cao, được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022. Nhà văn hóa thôn Hạ khang trang với đầy đủ thiết bị. Mọi sinh hoạt văn hóa của người dân được diễn ra thuận tiện hơn, bà con nhân dân vô cùng phấn khởi. Không những vậy, xã đã đầu tư lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao miễn phí tại nhà văn hóa thôn và các điểm công cộng để thuận tiện cho việc truy cập các ứng dụng thông minh trên các thiết bị di động. Để cập nhật các thông tin chỉ đạo mới tới người dân một cách nhanh nhất, xã Cửu Cao cũng đã đưa các ứng dụng như Zalo, Facebook vào sử dụng và triển khai sâu rộng xuống từng thôn và tới từng người dân. Chúng tôi là người dân rất phấn khởi. Cái thứ nhất là về cái đường xá, đi lại giao thông là rất thuận tiện. Cái thứ hai, có cái nhà văn hóa rộng rãi, chúng tôi đã tổ chức các đội thể dục thể thao, dân vũ và sinh hoạt cộng đồng. Nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng khu dân cư thông minh và thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tình hình an ninh trật tự tại các địa điểm trọng yếu, xã đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn toàn xã với tổng số 21 mắt. Bên cạnh đó, còn vận động nhân dân trên địa bàn xã tự lắp đặt camera tại từng gia đình. Việc lắp đặt hệ thống camera đã đem lại hiệu quả rất tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp địa phương dễ dàng hơn trong việc quản lý, từ đó giảm thiểu tình trạng mất an ninh trật tự. Về cái an ninh trật tự thì đến bây giờ rất đảm bảo, không có vụ việc gì xảy ra. Việc triển khai xây dựng khu dân cư thông minh đã được xã Cửu Cao thực hiện trên cả 4 thôn trong xã. Hầu hết các trục đường chính tại các thôn đều đã được mở rộng,
bê tông hóa và được lắp đặt hệ thống đường cao áp, thắp sáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện hơn. Việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan trong khu dân cư cũng là vấn đề được địa phương quan tâm. Các tổ tự quản, khu dân cư 503 sạch được thành lập, ý thức người dân cũng được nâng lên. Từ đó, bộ mặt cảnh quan môi trường trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa vào chủ trương đầu tư, cải tạo, nâng cấp và trả phan toàn bộ. Xây dựng hệ thống truyền thanh là thông minh, chúng tôi đã trình chủ trương đầu tư là 1,5 tỷ để cải tạo toàn bộ hệ thống truyền thanh thông minh của xã Cửu Cao. Để đạt làm sao năm 2023 là xã Cửu Cao về đích đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng khu dân cư thông minh đã góp phần giúp người dân đến gần hơn với công nghệ số. Người dân sẽ được hưởng nhiều lợi ích tích cực từ việc ứng dụng công nghệ phục vụ cho mọi công việc kinh doanh cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã Cửu Cao ngày càng trở nên hiện đại, văn minh hơn. Thưa quý vị, về Hưng Yên trong những ngày này, quý vị không chỉ được thưởng thức những trái nhãn căng mọng, ngọt thơm mà còn có thể được trải nghiệm một nghề truyền thống của người dân nơi đây, đó chính là nghề xoài long nhãn. Đây là một trong những công đoạn giúp chế biến nhãn tươi thành long nhãn, một trong những đặc sản của Hưng Yên. Nghề truyền thống của chúng tôi, cho nên là từ ông cha để lại, chúng tôi phải giữ lấy cái nghề, được đến về đây bóc long với mọi người là vui vẻ, khỏe mạnh. Công việc này thì nó cũng không lặng nhọc, nó phù hợp với đủ mọi lứa tuổi, ví dụ như bà già, trẻ em cũng làm được. Việc thì ngày chỉ được 20-30 cân, còn đâu là nếu mà như người nào mà cứ ngồi giết mãi miết thì cũng có thể được 50-70 cân. Một ngày ba cháu với anh em cháu thấy được một tạ. Năm ngoái cháu đi xới long được hơn 1 triệu để cháu nộp học. Gia đình nhà tôi là làm được khoảng tầm 30 năm nay. Long đạt được chất lượng tốt nhất là phải đầu tiên là phải là nguyên liệu là nhãn tươi, là phải tuyển chọn nhãn ngon. Thứ hai là người xoáy là cũng phải là xoáy nó phải đẹp, nó không bị rách. Và thứ ba là người xoáy là phải có kỹ thuật, quả nó phải đều mà màu nó phải đều màu nó đẹp. Còn là nó phải có đủ độ khô của nó. Để trong nhà lạnh thì có thể được 2 năm. Những hình vừa rồi đã khép lại chương trình Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.